Hello, tiếng Anh đầu tiên là sung na đừng thăng mạnh sao chỉ điều phối nhau nhưng mà điều rằng con sung na nằm một con chó đừng có mò đầu tiên là quạt chân kim na bảo giao lô ra mang đến thực sự là gần như điều phối mà không như nào cho mang đến mò đừng con mà gần như để hai điều phối đều như này.